Hiện tại đây là cái mẫu chuồng đẻ bên mình đang làm và sản xuất gửi đi toàn quốc cho anh chị em mọi người nhé. Đây là mẫu chuồng bằng típ nước dày 1.9 ly, típ 21 mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi cùng tham quan. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh nông dân Chín X. Thì hôm nay mình đang đi lắp trại cho một ông chú ở Nghệ An. Trại 250 m2. Đây đang xây dựng mọi người ạ. Bể nước rất là cao. Mình sẽ đi vào bên trong cho mọi người cùng xem. Đây bác này có thiết kế cái téc nước phun sương trên mái. Đây mọi người, mình quay cho mọi người xem luôn. Cũng rất là tiện và rất là mát mọi người. Đây, đây là phun nước xuống à. Đây đấy mọi người. Trên mái có téc phun nước phun sương. Nếu mà làm không làm chuồng lạnh thì mọi người có thể tham khảo cái mô hình này cũng được đấy mọi người. Làm cái này nó cũng giảm nhiệt độ cái chuồng xuống. Đây có làm cửa để đóng là khi nào bình này đóng lên này. Cũng rất là tiện đấy mọi người ạ. Đây. Cũng rất là ok. Làm công phu phết. Đây là chuồng cũ mọi người nhé. Bây giờ bọn mình đến để sửa lại, lắp dàn mát. Hố ga này. Hố ga rất là dài luôn. Đầu tư rất là kinh. Bác này có hai thằng con ở bên Anh mọi người ạ. Tháng mấy trăm gửi về nữa là tiền khá là nhiều. Hơn 60 tuổi rồi mà làm cái trại này. Cái này là làm để tương lai cho con cái thôi chứ làm sao mà hưởng hết đúng không? Cái hố này để múc để chuẩn bị làm hố ga này. Mình đi vào bên trong cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong cái trại này và xem cụ ông này hơn 60 tuổi đang làm cái này có ổn không mọi người nhé. Thì trước đây là ông ấy, bác ấy làm để nuôi heo thịt mọi người ạ. Trước giờ bác ấy làm để nuôi heo thịt nhưng bây giờ bác muốn cải tạo lại làm chuồng lạnh và nuôi heo nái, heo nuôi sinh sản. Thì bữa nào bọn mình sẽ lắp dàn mát và quạt tất cả mọi thứ cho bác ấy. Còn bây giờ bọn mình sẽ lắp chuồng hộ bị và chuồng đẻ trước mọi người nhé. Thì đây là mẫu chuồng hộ bị bên mình được hay là vâng, đây là mình đang quay cái đoạn trần mái tôn của bác ấy làm thì nó hơi thấp. Ở phía trên thì bác ấy có làm téc nước để chạy phun sương rồi, nhưng mà để lâu dài về đảm bảo về độ làm mát thì chúng ta phải lắp dàn mát thì nó sẽ kín hơn. Và đợt này dịch bệnh đang bùng phát đấy mọi người, nên chúng ta phải cẩn thận mọi người nhé. Đây, cái trại của bác này là ở ngoài cánh đồng mọi người, ngoài cánh đồng nên là cũng không có tiếp xúc trực tiếp với nhiều cái nguồn bệnh khác, nhưng mà chúng ta phải phòng bệnh tốt thì phải hạn chế tuyệt đối không được ai ra vào mọi người ạ. Bên mình đi lắp trại, trước khi đi lắp trại là đêm hôm đấy là bọn mình phải tắm giặt rồi ở nhà không được đi đâu hết để sáng mai vào lắp trại cho anh em được đảm bảo và không được lây lan bệnh tật nếu như có đi không may mà đi vào cái vùng tâm dịch ấy. Thôi bỏ qua đi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề lắp chuồng hộ bị trước mọi người nhé. Thế đây là chuồng hộ bị thì bên mình có lắp cái khóa này nữa. Cái khóa này là lắp vào thì bật một cái là bật ra tất cả luôn mọi người nhé. Anh chị em có thể tham khảo cái mẫu khóa này. Thì tất cả các linh kiện bên bọn mình đều cung cấp đầy đủ cho mọi người, từ máng gầu cho đến khóa thông minh cho đến tất cả các đình là ốc vít, tấm nhựa, tấm bê tông, chuồng heo hộ bị, chuồng heo sinh sản. Tất cả mọi thứ về các kể cả dụng cụ chăn nuôi bên mình đều có hết. Nếu anh chị em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo 0961 444 556 để được tư vấn cụ thể hơn mọi người nhé. Còn bây giờ thì sẽ quay sơ qua cái mẫu chuồng hộ bị và chuồng đẻ. Bác này bác ấy lắp 30 chuồng hộ bị và 10 chuồng đẻ mọi người nhé. Nhưng hôm nay có một con sắp sinh rồi nên là bọn mình làm chưa kịp, nên là bác ấy bảo là đưa sang lắp trước một cái cho bác ấy để cho heo nó lên nó đẻ, hôm sau sẽ lắp tiếp. Thế là đây là anh thợ đang lắp cái tấm nhựa bên mình. Tấm nhựa thì chúng ta nên lắp cái đầu tai chờ ấy ngoảnh phía ra ngoài để nó không có vướng phải tấm bê tông mọi người nhé. Chuồng mẫu bên mình thì bọn mình làm rất là kỹ lưỡng và làm chất lượng luôn, đảm bảo cho anh chị em thích mẫu sắt đặc
cũng có, mà mẫu tiếp cũng có, đều có hết mọi người nhé. Mấy hôm nay mình bị cảm, mình bị cảm nên là không làm video để cho mọi người cùng tham khảo được. Nói bây giờ giọng nói bây giờ đang khàn khàn đây mọi người này, nên là anh chị em thông cảm nếu giọng không được chuẩn mọi người nhé. Có một số anh chị em gọi điện đến bảo là sao trên video mày nói tiếng Bắc, khi gọi điện thì nói tiếng Trung. Tại vì mình là người miền Trung, nếu như nói chuyện với người miền Trung thì mình sẽ nói giọng Trung, còn nói chuyện với anh em ở ngoài Bắc thì mình phải nói giọng Bắc để cho anh em nó dễ hiểu, mình giao tiếp được cho mọi người. Sau khi lắp lên thì nó rất là đẹp đây mọi người. Tí nữa mình sẽ lắp cái ống bỏ tấm bê tông vào nữa thì là tuyệt vời đẹp luôn. Nói chung là mẫu tiếp đẹp và bền. Tiếp này nhúng nóng hai lần. Đây là ống nước mọi người, ống nước này. Thì nữa mình sẽ lắp một ống ống nước phía dưới cho heo con nữa. Đây mọi người nhá. Thép mạ kém Hòa Phát dày 1/2 nhân 1.9 đây mọi người nhá. Nhân 6 m này. Mọi người ai thích sơn thì mình sẽ xích sơn kỹ luôn, còn ai không thích sơn thì bọn mình vẫn để vậy. Thực ra cái tip này không nên sơn mà, sơn chỉ sơn mũi hàn thôi, còn sơn hết thì nó đẹp nhưng mà nó không sạch, khi cái chuồng nó sẽ hút bụi bẩn nó bám vào thì khó chùi rửa hơn. Còn để tip trắng trơn này thì chùi rửa rất là dễ, và nó càng chùi rửa nó càng bóng mịn ra rất là đẹp luôn. Còn anh chị em thích sơn hết thì bọn mình vẫn sơn mọi người nhé. Đây là bây giờ sẽ lắp cái thanh chống đỡ tấm bê tông. Chống đỡ bê tông thì chúng ta sâu qua cái bát hai của mình đã hàn chờ hai cái bát đây rồi. Mọi người về chỉ cần sâu qua thôi, thừa mỗi bên 5 phân là tẹt ga thoải mái. Chúng ta lắp vào thì rất là đẹp, và khi bỏ tấm bê tông thì chắc chắn luôn, không bao giờ sợ xê xịch hay là gãy ghiếc gì hết. Tất cả bọn mình đều làm hai khóa, khóa cửa sau và khóa máng gầu. Thì anh chị em nào có nhu cầu làm chuồng hậu bị, chuồng sinh sản đúng tay, có thể bằng tiếp nước 21 dày 1.9 hoặc là bằng sắt đặc phi 18 và phi 16 mọi người nhé. Anh chị em thích mẫu nào thì bọn mình sẽ làm cho mẫu đấy. Còn cái thời điểm này dịch bệnh đang bùng phát, mọi người cố gắng hạn chế đi lại hoặc là hạn chế ăn thịt lợn, tuyệt đối không được mua thịt lợn không rõ nguồn gốc, tại vì có thể dễ lây lan dịch bệnh cho gia đình hoặc là cho bạn bè anh em. Chúng ta không nên vì ham rẻ mà mua các cái loại thịt lợn không rõ nguồn gốc về, có thể nguy hiểm cho gia đình mọi người nhé. Thì chúng ta hạn chế, mua được thì mua, không mua được thì ra ăn cái khác mọi người nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.